Ma ba. Sang là tưởng mình lừa đó. Con đấy là con ma 3 hay con ma 2 ấy. Ghi chữ ma hỏi chấm vào đấy. Ma hỏi chấm. Ma ghi hẳn vào. Ghi tất cả một đống luôn đi. Cuối đấy. Không biết có ai ở nhà không nhỉ? Không biết được, không biết cái này ma ba thì phải này. Thôi để đếm chưa, ma là ma tít đi chi, ma hỏi chấm ấy. Ngày xưa mình mua một cái tăng lơ cắt cái đứt.